Tiên Chương 156 Cố Cư Giọng đọc Bá Tiến Gà gáy sáng Một ngày mới lại bắt đầu Ở nơi cổng Tam Phúc Trấn Quỷ lệ đứng đối diện với thiếu niên ấy Tiểu hồi đang nằm sấp trên vai của hắn Còn con ác thú tao thuyết Thì ở sát phía sau lưng thiếu niên kia Bộ dạng có vẻ hơi buồn Thiếu niên ấy nhìn quỷ lệ mỉm cười tương ngộ đã khó hôm nay chia tay chẳng biết đến khi nào gặp lại huynh đài hãy bảo trọng nhiều nhé quỷ lệ nhẹ nhàng nói người cũng vậy nhé thiếu niên ấy lúc này dường như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi những ngày này thiên hạ đại loạn mà phương bắc tình hình lại càng lúc càng khẩn trương huynh đài không nên có ý định lên phương bắc xem náo nhiệt sao quỷ lệ lộ ra một chút xúc động không kiềm chế được nhìn thiếu niên ấy chỉ thấy thiếu niên ấy thần tình vẫn tự nhiên, tựa như chẳng có chút ý tứ gì khác lạ vậy. Sau một phút trầm ngâm, hắn hỏi. Ngươi nói gì chứ? Chẳng lẽ, ngươi đối với cả cuộc tranh đấu sát phạt này cũng cảm thấy hứng thú sao? Thiếu niên ấy nhẹ nhẹ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ thấy cung tay chào. Đường xa muôn dặm, đường đời gian hiểm, chúng ta nếu hữu duyên rồi sẽ gặp lại mặt. Quỷ lệ hoàn nãy đáp. Phải. Thiếu niên ấy cười lớn, rồi chuyển thân, quay đi. Thao thuyết, khe khẽ gầm gừ một tiếng, tựa như lên tiếng chào đối với con khỉ tiểu hôi, rồi mới nuốt gót bước theo. Tiểu hôi nằm trên vai quỷ lẻ, cũng có vài phần quyến luyến dõi theo sau lưng của con thao thuyết, chi chi kêu mấy tiếng. Chỉ một lúc sau, hình bóng của thiếu niên ấy cùng con thao thuyết cũng dần biến mất, chẳng còn thấy gì nữa quỷ lệ vọng theo phương hướng thân ảnh vừa biến mất của bọn họ trầm mặc trong một lúc rồi mới thong thả xoay người trước mặt là tam phúc chấn chìm trong chết chóc một chút sinh cơ cũng chẳng có nơi miệng tiểu hôi khè khè hai tiếng cô giơ tay lấy cái đẩy rượu ở sau lưng đưa lên miệng uống liền hai lớp chiều tối hôm qua ở nơi hầm rượu của tử quán ấy rõ ràng con khỉ này đã tìm được thêm một ít rượu mạnh Đi nhé, tiểu hôi. Quỷ lệ chợt quẻ oải nói. Tiểu hôi chi chi, kêu lên hai tiếng. Bàn tay con khỉ dơ lên búi tóc trên đầu tiểu hôi vò vò. Ánh mắt quỷ lệ vọng ngắm ra phía xa. Một hồi lâu sau, hắn bất chợt nói tiếp. Nơi ấy là nơi chúng ta đã sinh sống. Người vẫn nhớ chưa chứ? Chẳng thấy con khỉ trả lời. Cũng không biết là nó có nghe được không. Chỉ thấy vẻ lặng lẽ lạnh lẽo bao trùm khắp lên cả con đường, dường như một cơn gió lạnh vừa thổi qua. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong nhất mạch thủ tọa đến bất dịch. Lúc này, chỉ một mình đứng giữa thủ tĩnh đường, chắp tay sau lưng, thong thả bước nhanh. Tâm tình của lão đang rất không tốt, trên mặt ẩn hiện nét giận dữ, mà lại cũng có thêm vài nét buồn phiền sau đầu. Thê tử tôi như của lão Lúc này chẳng còn thấy ở trên đại trúc phong nữa. Hay là đã đến nơi tiểu trúc phong của Thủy Nguyệt Đại Sứ. Các môn hạ đệ tử thì đối với cả lão lúc nào cũng thập phần kính sợ. Nhìn điền bất dịch, tâm tình bất hảo. Sớm đã né tránh ra ngoài rồi. Kẻ duy nhất bình thường miễn cưỡng có thể nói lên vài lời là đại đệ tử Tống Đại Nhân. Lúc này cũng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Tâm tình của Điền Bất Dịch như vậy, Âu cũng là do lúc này thiên hạ hạo kiếp ở ngay trước mắt. Chẳng ai biết được những con thú yêu đáng sợ này khi nào thì sẽ tấn công đến. Lão thân là thủ tọa của một chi nhánh thêm môn thông. Tự nhiên cũng thấy phiền não. Và lại cũng vì thê tử tô như vài lần khuyên bảo là lo cho hạnh phúc của đệ tử Tống Đại Nhân. Điển bất dịch cuối cùng ba ngày trước cũng đã đến tiểu trúc phong một phen. Vì Tống Đại Nhân và Văn Mẫn mà đến thủy nguyệt đại sư cầu thân, chẳng rẻ. lúc ấy thủy nguyệt đại sư giống như là nuốt phải hỏa dược vậy, đột ngột bộc phát, mặc cho đồng thời tại đấy có cả mặt tôi như nữa cùng đại tử văn mẫn sắc diện thảm hại đứng ở kế bên cũng chẳng thèm để ý, lập tức thẳng lời cự tuyệt, lại còn buông lời lạnh lùng mỉa mai cả đến bất dịch. đến bất dịch tính tình ngang bướng như vậy, tại đấy liền nổi giận bừng bừng ở ngay trên đỉnh ngọn tiểu trúc phong cùng thủy nguyệt đại sư cãi vá ẩm ý chỉ chút nữa là đi đến động thủ cuối cùng cũng nhỏ tô như miễn cưỡng kéo y về đại trúc phong còn thủy nguyệt đại sư thì cũng bị đám đệ tử quỷ tại đấy mà can ngăn bà nghĩ lại trở về sau vụ ồn ào ấy tống đại nhân dĩ nhiên buồn bã vô hạn ủ rũ cúi đầu than thở mặt mày cả ngày giống như trái khổ qua vậy đến bất dịch tâm tình nguyện đã không tốt rồi nhìn bộ dạng ấy của hắn càng thêm bực tức liên tục chửi mắng đủ thứ nào là không có vợ thì không có vợ người cứ tiềm tâm tu đạo cho ngươi tương lai ngươi biết đâu lại được thành nhân họa đắc phúc thì sao tống đại nhân tự nhiên chẳng dám đụng chạm đến ân sư tuy miệng thì vâng vâng giả giả nhưng dĩ nhiên biểu tình trên mặt lại thấy rõ hiển nhiên đối với cả tiểu trúc phong văn mẫn nhung nhớ chẳng quên. Đến bất dịch nhìn thấy thế lại càng thêm tức giận. Chửi bới càng dữ rồi. Đến nỗi cuối cùng Tống Đại Nhân giống y như một chuột sợ mèo vậy. Cả ngày tránh đông trốn tây chả dám nhìn mặt sư phụ. Ngày hôm đó tôi như sớm đã đi ra ngoài. Một lòng khuyên bảo dặn dò đến bất dịch là sẽ tự mình qua tiểu trúc phong thuyết phục Thủy Nguyệt Đại Sư. Đến bất dịch hầm hờ vài tiếng, mỉa mai Thủy Nguyệt Đại Sư mấy câu. Tô Như cũng chẳng đi đến lão nữa, thẳng bước đi mất, bỏ lại một mình đi bất dịch ở đây bốn bực. Nhưng trước khi đi, Tô Như đã nhẹ nhàng nói với cả đến bất dịch vài lời, để cho lão minh bạch một chút, rằng bà Thủy Nguyệt ấy vì sao hôm nọ lại ngang ngạnh đến thế. Kỳ thật, Tô Như giải thích rất đơn giản. Chị nói rằng, nghe nói hôm trước chúng ta đến, hình như lục tuyết kỳ cũng đã hồi sơn ngày hôm ấy. Thủy Nguyệt Đại Sư chịu gặp một mình Tiết Kỳ, khuyên răn cho một trận. Kết quả chẳng biết thế nào, Lục Tuyết Kỳ bị sư tỷ trách phạt nặng nề. Từ đó mà liên đới đến luôn cả mấy đệ tử của bà cũng bị mắng chửi nữa. Đến bất dịch bề ngoài vụng về, nhưng tuyệt chẳng phải kẻ chi đồn. Chỉ một chút sau là bình tĩnh trở lại. Nhưng mà sau khi Tô Như đi khỏi, lão thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện mình tự nhiên đến trước cửa người ta để làm bẽ mặt ra. Khẩu khí ấy thực sự không hề nhường nhịn, tức khí lại dâng lên chẳng nhẫn nhịn được. Thủ tĩnh đường lúc này im lặng không một tiếng đồng, chỉ mỗi tiếng bước chân của đền bất dịch đều đều vang lên. Sắc mặt của lão cứ tùy theo cử động bước chân mà biến chuyển theo. Chẳng biết thế nào, đến một lúc sau, thần tình của lão lại biến đổi có chút kỳ quái. Tự như nghĩ đến điều gì vậy? Chuyện Lục Tuyết Kỳ ở tại Thông Thiên Phong, trên Ngọc Thanh Điện, ngang nhiên từ chối hôn sự. Lão hiểu được rằng là liên quan đến Lục Tuyết Kỳ của Lời Đồn Nhân. Là liên quan đến Lục Tuyết Kỳ của Lời Đồn Nhân tài xuất sắc nhất trong số đệ tử trẻ tuổi mà lão cũng từng nghe qua. Chỉ là sự quan tâm bên trong lòng lão lại chỉ coi như đó là một vài lời bịa đặt của riêng một vài cá nhân. Đã 10 năm rồi, Lão nhẹ giọng thở dài một hơi. Thần tình có hơi hoàng hốt. Liền sau đó lại cảm giác như có hơi kỳ quái. Gã tiểu đệ tử xuất hiện vào năm ấy chẳng chút tiếng thăm gì. Xét cho cùng là vì cái gì? Lại khiến não phải lo lắng cho cả hắn chừng ấy năm. Đến bất dịch cây khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Cũng ngay lúc ấy, lão chợt tự nhiên phát giác, đôi mày nhíu lại hướng bên ngoài thủ tĩnh đường nhìn ra. Xa xa, chỉ nghe thấy trên không trung chuyển lại âm thanh xuyên không. Điển bất dịch trầm ngâm một chút, rồi định thần lại, bước ra bên ngoài. Chỉ thấy từ trên từng không đại trúc phong, một đạo bạch quang chớp qua, vút nhanh như điện, nhắm thẳng hướng đỉnh ngọn đại trúc phong bắn tới. Chớp mắt đã đến ngay phía trước, hạ xuống cách phía trước điển bất dịch ngoài sáu thước. Bạch sắc quang mang rực rỡ trói mắt, Lấp lánh ánh tỏa. Hiện thân ảnh của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, Tiêu Giật Tài. Tiêu Giật Tài chuyển thân bước qua. Trên mặt thấy được một nét mỉm cười, cung tay chào. Bái kiến Điền Sư Thúc. Điền Bất Dịch gật đầu nói. Ừ, um, ngươi vì sao đến đây? Có chuyện gì vậy? Tiêu Giật Tài nhẹ nhẹ gật đầu. Mắt theo đó mà hướng nhìn ra bốn phía. Hơi cảm thấy lạ lùng. Nói. Điền Sư Thúc vì sao nơi đây lại im lặng thế này? mấy vị đệ tử của người đâu rồi? sao lại chẳng thấy một ai cả? yên bất dịch thầm nói nếu ngươi có thể thấy được bọn chúng thì chắc còn thấy được cả quỷ không trường đấy. từng đứa, từng đứa, chẳng biết đã trốn đi đâu mất rồi. nhưng trên biểu hiện của lão thì lại như là chẳng có sợ gì cả. nhạt nhẽo đáp bọn chúng đều đang tập luyện, cho nên chẳng thấy bước ra ngoài đâu. ta nơi đây cũng không giống trên thông thiên phong các ngươi. Người người đông đảo, nhìn không thấy một ai cũng là sự thường rồi. Tiêu giật tài giật mình, xem ra trong ngữ khí của điểm mất dịch có vài phần không vui, lại có vài ý thâm sâu. Một hai chẳng đoán ra được, bộ dạng bất giác hoảng hốt mỉm cười nói. Ồ, thì ra là như vậy. Điền sư thúc, đệ tử hôm nay đến đây là phụ mệnh ân sư bái kiến sư thúc. Có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo người để bất dịch cau đôi mày lại đến lượt lão kinh ngạc ngang nhiên hỏi thỉnh giáo ta ư đạo huyền sư huynh người nghiên cứu học nghệ như thần nhân công tham tạo hóa còn có việc gì muốn hỏi gã sư đệ bất nghệ thành tài này tiêu giật tài nhẹ mỉm cười nhưng chẳng đáp lời chỉ nhìn đến bất dịch Để bất dịch hiểu ý nói nói tiếp đi chứ nói xong lão xoay người lại thủ tính đường bước vào Tiêu giật tài nối gót theo sau. Bỗng chợt thân người để mất dịch đột ngột ngừng bước, quay phát người lại, nhìn về hướng dãy phòng bọn đệ tử ở bên cạnh. Tiêu giật tài thấy hơi kỳ quái, cũng hướng sang bên nhìn, lại chẳng thấy có điều gì cả, không hiểu được liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Điền sư thúc. Điền bất dịch lướng lự, lắc đầu đáp. Chẳng có gì, chắc là ta bị hoa mắt thôi, sao hắn có thể được? Lão háng giọng ho một tiếng, lãnh đạo nói, chúng ta nói tiếp chứ. Tiêu giật tài tuyệt không giải thích được kỳ sự, chẳng hiểu nổi nên lại ngó sang bên ấy nhìn. Cũng chẳng thấy mấy gian phòng xếp thành hàng, im lặng, chẳng có chút động tính gì cả, nhìn chẳng khác gì bình thường. Lúc ấy tâm lý cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, nối bước theo sau đến bất dịch, đi vào thủ tĩnh đường. Khi bóng dáng hai người ấy khuất vào trong thủ tĩnh đường, bầu không khí trầm tĩnh lại bao trùm khắp đỉnh ngọn đại trúc phong chẳng biết qua bao lâu hành lang dãy phòng đệ tử đằng kia chợt loáng thoáng bóng người rõ ràng chính là quỷ lẻ chỉ thấy hắn lẳng lặng hướng về thủ tính đường ngưng vọng một lúc sau đó chuyển thân men theo đường hiểm vô cùng quen thuộc thong thả hướng tới trước mặt bước đi đại khái khoảng quá giờ ngọ một chút trên đại trúc phong chẳng chút bóng đệ tử nào những âm thanh mà ngày xưa trong ký ức vẫn rất thường nghe thấy. Ngoài tiếng cười trong trẻo của sư muội Điền Linh Nhi, còn có tiếng kêu dứt lầm ác lì buồn phiền của Đỗ Tất Thư vì hắn nhất định đã đánh cược thua. Sau đó, tiếng cười hồn hậu của Đại sư Huynh Tống Đại Nhân cũng nổi lên. Còn lại, mấy vị sư Huynh cũng đều thấy cười cười nói nói. Cả gã tiểu đệ tử nhỏ nhất cực kỳ âm thường này, tưởng như nhất định cũng nghe thấy tiếng hắn cười nho nhỏ ở một góc nữa chứ khoảng thời gian đã từng ấy. Theo ánh thời gian đã trôi xa, giờ đây lại nương theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ mà vụt quay về. Chuyện cũ, những năm xưa ấy tựa như khắc thành từng mái ngói viên gạch vậy. Từng trụ đá lâu dài, giờ đây trở lại rung động ngay bên cạnh hắn. Sắc mặt quỷ lệ bắt đầu đờ đẫn, chậm chậm biến đổi. Biểu tình lạnh băng, từng bao phủ khuôn mặt của hắn lẳng lặng tan đi ánh thời gian đã trôi qua ấy lại làm xúc động lòng người đến như vậy sao? Đoán chắc, hàng nhiều năm sau nữa, hắn cũng chẳng có chút cách nào quên đi được. Vậy là, vậy là, vậy là hết thảy cũng chẳng có chút gì đổi khác sao? Hắn đứng tại nơi hành lang, được ánh dương quang mở nhạt chiếu đến, ngồi xuống trên thanh lan can, thấp thấp, nơi đầu hồi hành lang. Ánh dương quang, nơi đại trúc phong ấm áp mà ôn hòa chiếu lên khuôn mặt của hắn, mờ mờ dáng vẻ như của 10 năm trước vậy. Có tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyển đến, từ phía sau lưng đằng xa, chuyển lại. Đã đến rất gần rồi, chính là Đại Trúc Phong môn hạ tứ đệ tử Hạ Đại Trí cùng lục đệ tử Đỗ Tất Thư. Hai người cùng hướng đến nơi này đi tới, nhưng ngay tại lúc thân ảnh bọn họ vừa xuất hiện, quỷ lệ đã như quỷ mị, đột nhiên biến mất. Gió núi thổi qua, cành cây bụi cỏ cùng lúc phất động. Chẳng còn ai biết được hắn cuối cùng đã ẩn thân ở nơi nào rồi. Hà Đại Trí cùng Đỗ Tất Thư hiển nhiên chẳng hề phát giác. Cả hai người nho nhỏ nói chuyện, thong thả bước qua. Trên tay Đỗ Tất Thư xách một cái thùng nước, nhìn thấy bên trong đầy nửa thùng nước. Bên cạnh che một miếng vải lau, giống như là muốn đi dọn dẹp ở một nơi nào đó. Lại nhìn thấy hai người bọn họ đi thẳng tới trước chỉ một chút, đã đến cửa một gian phòng. Đồ Tất Thư hướng về đầu vai gầy. Đồ Tất Thư hướng về đầu vai gầy gò của Hà Đại Chí, Hà Đại Chí cười, cả hai người đều cùng bước vào. Lát sau, thân ảnh quỷ lệ từ trong một góc mái hiện thân ra, ánh mắt phức tạp vọng nhìn ra phía trước. Căn phòng mà hai người sư huynh ngày trước đã bước vào, chẳng ngờ lại chính là căn phòng của hắn cư ngụ ngày xưa khi vẫn còn là đại trúc phong đệ tử, lẽ nào căn phòng ấy chẳng phải đã hoang phế nhiều năm rồi? Sao hai huynh ấy muốn vào trong đấy để làm gì vậy? Quỷ lệ lặng lẽ không một tiếng đồng, nhẹ nhàng như hơi thở tiến vào, tưởng như đột nhiên rơi vào trong giấc mộng huyền ảo. Hắn nao nao tại cửa phòng, ở bên trong khoảng sân nho nhỏ, không ngờ cảnh trí lại vẫn giống y như nhiều năm trước vẫn y như cũ, từng viên đá nhỏ vụn vặt, vẫn y như xưa, từng ngọn cỏ, nắm đất, thậm chí ngay cả gốc tùng nhỏ cũng vẫn còn ở nơi ấy. Lẽ nào đã chừng ấy năm qua, lớn nhỏ đều chẳng hề khác biệt. Bên trong truyền ra tiếng nước reo, theo đó thanh âm của đỗ thất thư cùng Hà Đại Trí cũng vọng ra. Tứ sư huynh, huynh thử nghĩ xem, cũng đã nhiều năm qua rồi, sư phụ vì điều gì mà vẫn cứ muốn chúng ta phải quét dọn căn phòng này chứ. Có phải trang sư phụ có ý bắt chúng ta chịu phạt điều gì ư? Hà Đại Trí cười mà nói. Tiểu tiểu thối, ngươi lại muốn lười nhác đấy có phải không? Ta sẽ tố cáo ngươi. Sư phụ ngay lúc này đừng vì sự tình của đại sư huynh mà giận dữ kia kìa. Ngươi sẽ có thể bị đuổi đi biệt xứ nếu rắc rối với cả lão nhân gia người đấy. Nếu không thì sư phụ cũng sẽ ghét ngươi chẳng gì bị được. Đỗ Tất Thư hề hề cười khan hai tiếng, nói, sư huynh lại bắt đầu cười bớn đẻ rồi. Đệ làm sao dám trêu sư phụ chứ? Chẳng qua, tiểu sư đệ đã bỏ đi cũng nhiều năm rồi. Sư phụ lại vẫn còn phân phó chúng ta ở nơi đây, giữ nguyên dạng này. Ngày ngày lao dọn, chẳng biết rõ lão nhân ra trong lòng đang nghĩ gì nữa. Bóng hình kia ở bên ngoài căn phòng đờ người đứng đấy, chậm rãi cúi đầu. Bên trong phòng Hà đại trí trầm mặc một chút, lại như thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Sư phụ mặc dù từ năm đó đến nay đều chẳng hề nhắc đến tiểu sư đệ, nhưng chúng ta, đại đệ tử đều hiểu được đoán được rằng lão nhân gia người chính thực rất mực thương mến tiểu phàm sư đệ." Thầy ngầm đội tất thư vang lên, phải à, đệ cũng nhìn ra được điều này, nói thật cũng có lúc đệ thật là nhớ tiểu sư đệ, không biết có nhờ được vào điều gì hay không để mà tiểu sư đệ hắn trở lại làm người như ngày trước. Chẳng biết hắn có trở về Đại Trúc Phong, trở về thành chứng tiểu phàm, trở về làm thất sư đệ của chúng ta nữa hay không. Ngoài cơ sổ, thần sắc quỷ lệ càng lúc càng lãnh đạp. Thân tử cũng đứng thẳng lên, chỉ có đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền, càng lúc càng nắm chặt. Có thể trở về ư. Ngươi, tại ngày xưa, đã cất bước ra đi rồi. Vượt qua ba con đường nhiều năm sau, lại còn vọng tưởng trở về ư. Còn muốn trở về sao? Dương quang ấm áp, chiếu lên người, mà thân thể tựa như đặt nơi hầm băng. Hà Đại Chí cùng Đỗ Tất Thư đều trầm mặc lặng im, như chẳng có muốn nói chuyện tiếp nữa. Cả hai cũng cảm thấy buồn phiền mà lặng câm. Hai người ở trong phòng khu khoắn một hồi, rồi cầm thùng nước bước ra. Hà Đại Chí nhẹ nhàng khép kín cánh cửa phòng, nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi bên trong khoảng sân nhỏ, cảnh tùng lay động, cho dù ý xuân đầy đặn, nhưng tóm lại cũng có vài phần tịch mịch. Dường như khi chủ nhân căn phòng không còn ở đây, cũng làm cho bầu xuân quang cũng mất đi chút ít màu sắc. Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, cùng đỗ thất thư rời đi. Một lúc lâu sau, quỷ lệ từ phía sau gốc tùng ấy, chậm rãi bước ra. Cơn gió núi quen thuộc lướt qua trên thân người, thổi động vài sợi tóc của hắn. Hắn bước đến trước cửa phòng, tay phải nâng lên, đặt lên trên cánh cửa. Động tác của hắn thật chậm, thật chậm. Trên tay như nặng tựa ngàn cân, thêm vào thần tình trên khuôn mặt, bộ dạng tựa như chẳng thở được đến một hơi. Nhưng mà cảm giác kỳ dị chẳng thể giải thích được kia, lại giống như một sức mạnh vô hình, cuối cùng cũng mở ra được cánh cửa ấy. Tưởng chừng như mở ra được một cánh cửa trở về tuế nguyệt thời trước vậy, nhìn thấy được chuyện cũ ngày xưa. Chiếc giường thân thuộc, bàn ghế thân quen, treo trên tường cũng giống như vậy. Sau bao nhiêu năm vẫn còn thấy bức hoành tự ố vàng, thậm chí trên mặt bàn vẫn còn trung trà, khung cảnh nhìn quanh cũng vẫn y nguyên như vậy. Có ai biết được căn phòng thật sơ sài mộc mạc đó trong giấc mơ đã xuất hiện chẳng biết bao nhiêu lần cùng với không khí nơi đây cũng phảng phất nhẹ nhàng nhung nhớ những ngày qua hắn chậm chậm tiến vào phòng bước đến bên chiếc giường rồi từ từ ngồi xuống dùng tay nhẹ nhẹ vuốt mép nệm giường một cảm giác êm dịu từ nơi lòng bàn tay truyền vào có ai thấy được hắn đột nhiên mỉm cười như là dùng lực không Bên trong thủ tính đường, Điện Bất Dịch và Tiêu Giật Tài cùng ngồi xuống. Điện Bất Dịch nhìn như âm thầm, có chút không yên. Đối diện nhìn Tiêu Giật Tài, mà ánh mắt lại ngó đi đâu. Bộ dạng dường như đang nghĩ đến chuyện gì đấy. Cho đến khi Tiêu Giật Tài húng háng ho, kêu lên một tiếng. điền Sư Thúc! điền Bất Dịch lúc ấy mới tỉnh lại, gật đầu nói. Ồ, oh, được rồi. Ngươi nói gì? Đạo huyền trưởng môn sư huynh có việc muốn vị đệ tử đắc ý của người những đôn đáo một phen vậy? Tiêu giật tài mỉm cười. Không dám ạ. Chỉ là thế này. Ân sư chủ yếu có hai sự việc muốn đệ tử đến Điền Sư Thúc thỉnh giáo một phen. Điền bất dịch đáp. Vậy, ngươi nói đi. Tiêu giật tài nói. Việc thứ nhất, thấy rằng sắp tới nhân số các đạo hữu chính đạo đến Thanh Vân Sơn vẫn không ngừng tăng lên các mạng khác thì cũng đều tiếp đón không ít người rồi. Đại trúc phòng cũng đã an bài hơn trăm đạo hữu ở các căn phòng lưng chừng núi rồi. Bất chấp như thế, vẫn không thể nào đủ được. Vì thế ân sư muốn đệ tử khẩn cầu sư thúc có thể an bài thêm vài đạo hữu chính đạo nữa hay không? điện bất dịch nhướng mày lên, hướng tiêu giật tài nhìn tới. Xác diện tiêu giật tài có chút lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Sư thúc, điều này cũng vì thiên hạ hạo kiếp sắp đến ấy chỉ là bất đắc dĩ và lại thanh vân môn chúng ta đã là nơi hội tụ của chánh đạo hào hữu rồi có thế nào là môn phái khác được chúng ta chọn là đạo hữu chứ để bất dịch hừ một tiếng nói người xem ta là kẻ ngớ ngẩn hả cái đám đạo hữu chánh đạo kia khi thực sự cùng với cả đám yêu thú ấy liều mạng chém giết kẻ có khả năng xuất lực cùng lắm chẳng nhiều hơn ba phần. Quá nửa đều là vì danh khí thanh vân môn chúng ta chạy đến lánh nạn là chính. Tiêu giật tài cười khổ một tiếng đáp. Điền sư thúc đã nặng lời rồi. Nếu chỉ tính toán như thế thì chúng ta cũng chẳng thể thuyết phục được các môn phái khác. Nếu thực sự nó như thế, thiên hạ chính đạo sẽ nhìn thanh vân môn chúng ta như thế nào? Vì đại cục mà liệu định, kính mong Điền Sư Thúc thêm phần giúp đỡ công việc bề bộn. Điền bất dịch kinh khỉnh, đảo mắt. Chợt như nghĩ đến điều gì đấy, ánh mắt chợt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nét giễu cật, liền háng giọng ho một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình chính khí lẫm liệt nói: "Đã như đạo huyền sư huynh nói như vậy, ta cũng chẳng thể từ chối, dù gì cũng là vì thiên hạ chính đạo cùng đại cục mà lo toan, sao lại có thể làm thế được?" Tiêu thuật Tài đại hỉ, cung tay nói: "Đã tạ sư thúc." Để bất dịch cười nhẹ, chặt phất tay nói chậm đã ta còn chưa nói xong tiêu thuật tài giật mình thưa còn gì nữa vậy mời điền sư thúc nói tiếp mỉm cười đến bất dịch lại nói hạo kiếp đã ngay phía trước như vậy rồi thiết nhất phải vì đại cục mà suy nghĩ ta nghe nói trong thanh vân môn thất mạch chúng ta cũng có nhất mạch chính là mạch có nhiều mạch có nhiều nữ đệ tử nhất Tiêu giật tài nguyên lai like trên mặt tràn đầy vui vẻ. Vừa nghe lọt thì sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Dần dần chẳng còn mấy cười nữa. Điền bất dịch cười thầm trong bụng nói. Ta nhớ rằng trong nhất mạch ấy, địa thế rộng lớn mà vài ngày trước ta đã từng đi qua đấy. Phòng trống nhiều thật, không đếm xuể. Trưởng môn sư huynh, anh Minh, thế nào như vậy, lẽ nào lại không nhớ đến nơi đó? Tiêu giật tài cười khổ, nhăn nhúm cả mặt một lát sau mới nói được. Điền sư thúc, cái này, cái này thì... Điền bất dịch hừ một tiếng, sắc mặt thư thái, hướng nhìn lên trời, chẳng nói lấy một lời nào cả. Tiêu giật tài nhìn bộ dạng của lão như vậy, ngầm lắc đầu, chỉ nói được mấy lời. Dạ, đệ tử ngày hôm sau, sau khi trở về, sẽ tự bẩm báo với ân sư, nhờ lão nhân ra làm chủ. Điền bất dịch cũng không nói gì, Vẻ mặt có chút biến đổi Chỉ thấy gật đầu Mà tâm lý thì rất là thống khoái Lén cười mãi không thôi Tiêu giật tài chấn định lại tâm thần Rồi nói tiếp Thế thì điền sư thúc Còn việc thứ hai này còn trọng yếu hơn Việc vừa rồi nữa Ân sư cũng dặn đi dặn lại Đệ tử đến ba lần liền Những mong sư thúc nhất định hồi đáp Để mất dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiêu giật tài So với Mới rồi thật khác xa hiển nhiên việc này thật sự chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt bất đồ giật mình gật đầu đáp âu oh, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy người cứ nói đi U tiên, chương 157, Bái Tế, Giọng Đọc, Bá Tiến. Tiêu Dật Tài hạ giọng, sắc mặt biến chuyển, có chút nghiêm trọng nói. Ân sư, sai đệ tử, thỉnh vấn sư thúc, thiên cơ ấn, ở hậu sơn đại trúc phong, tất cả vẫn còn hoàn hảo chứ. Đến bất dịch sắc mặt đại biến, đột ngột đứng bật dậy, nhìn trong trọc vào tiêu giật tài. Tiêu giật tài cũng đứng dậy, rồi từ từ lại lui về phía sau một bước đền bất dịch chăm chú nhìn tiêu giật tài một hồi lâu trên khuôn mặt thần sắc liên tục biến chuyển lúc đầu thì kinh ngạc chấn động dần dần sau khi chấn tĩnh trở lại thì trở nên trầm tư cuối cùng trong mắt lão lóe lên một tia sáng kỳ dị nhìn trực diện tiêu giật tài trọt nói xem ra đạo huyền sư huynh tương lai thật sự muốn đem vị trí trưởng môn này của lão chuyển lại cho ngươi rồi Tiêu giật tài nhẹ nhẹ cúi đầu, đáp lời. Sư thúc đã quá lời rồi, đệ tử không dám đảm đương. Điền bất dịch nhạt nhẽo nói tiếp. Lão ấy không giấu giếm những chuyện này với ngươi. Ý định tự nhiên đã rất rõ ràng rồi. Đã định như thế rồi, đây là chuyện thông thiên phong các người. Ta cũng lười không quản. Nhưng mà khi liên quan đến thiên cơ ấn, thanh âm lời nói của lão đến đây bỗng dưng dừng lại, trầm giọng Việc này quan hệ chẳng phải nhỏ nhặt, liên quan đến cả khí số Thanh Vân. Ngày ấy, Thanh Diệp Tổ Sư từng có minh lệnh chuyển cho Thanh Vân Mạch. Không phải là vạn bất đắc dí thì không được đụng tới. Lão hít sâu một hơi thở, rồi tiếp tục. Can hệ lần này, mọi người đều rất hiểu rõ. Ta chỉ nghĩ đến vấn đề này, Đạo Huyền Sư Huynh thực sự cũng biết rõ rồi đấy thôi. Tiêu giật tài lúc này thần tình cực kỳ thận trọng trầm ngâm một hồi, chẳng dám nói đến một chữ. Giờ mới gật đầu nói. Dạ, ân sư ngày trước, khi đệ tử rời đi, đã rất thận trọng, truyền giao cho đệ tử. Điền bất dịch trầm ngâm một chút, nói. Ngoại trừ thông thiên phong và đại trúc phong, thiên cơ ấn của ngũ mạch kia thì thế nào? Tiêu thật tài cung tay. Chuyện này ân sư chỉ thông báo cho một mình đệ tử thôi. Cũng vì ân sư cảm thấy trong thanh vân môn chỉ có Điền Sư Thúc Đức Cao vòng Trọng, cho nên mới đặc biệt thỉnh giáo ý kiến của Sư Thúc trước. Còn tất cả các ngũ mạch còn lại, đệ tử lát sau sẽ đến bái kiến các vị thủ tọa. Điền Bất Dịch thong thả gật đầu, lại ngồi xuống trên ghế, nghĩ ngợi mung lung hồi lâu, than một tiếng nói. Nhắc đến tình hình trước mắt, đích xác là lúc khẩn yếu quan đầu. Trời định số mạng chúng ta, sinh đều bởi cuộc chiến này. Trưởng môn sư huynh ý định muốn toàn lực đối phó ta cũng chẳng nói thêm điều gì. Chỉ nhờ ngươi, sau khi trở về, thay ta chuyển cáo cho lão một câu thôi. Tiêu giật tài sắc mặt cung cần đáp lời. Dạ, mời Điền Sư Thúc cứ nói, đệ tử nhất định chuyển lời. Sắc mặt Điền Bất Dịch hơi tái đi nói. Thất mạch thiên cơ ấn, một sớm loại bỏ, lợi khí ngàn năm của Thanh Vân Môn, chẳng tránh khỏi xuất lộ. Mặc dù vẫn có chu tiên cổ kiếm thần lực chấn áp san ý tuyệt thế, có thể đổi rời. Nhưng đối với người dụng kiếm thì lại rất có hại, khiến cho đạo hạnh căn cơ bị bảo mòn, không thể xem là chuyện nhỏ nhặt. Đạo huyền sư huynh không tham tạo hóa, đối với điểm quan trọng này, hết lòng mong lão tự toan lượng, để đề phòng lúc vạn nhất. Tiêu giật tài ngay ngắn đáp, Dạ, lời của Điền Sư Thúc, đệ tử nhất định truyền đến ân sư. Ngừng một chút, rồi tiếp tục. Nếu như Điền Sư Thúc không còn chuyện gì nữa, đệ tử xin được phép cáo từ. Điền Bất Dịch gật đầu, không nói nữa. Tiêu giật tài thấy sắc mặt của lão trầm trọng, thì cũng không dám nói nhiều. Chậm chậm lui bước trở về. Bên trong thủ tĩnh đường, chỉ còn mỗi mình Điền Bất Dịch. Lão thong thả xoay người, vọng nhìn thần tượng, cung phụng của đạo giáo Tam Thanh Tổ Sư ở phía trên. Sắc mặt phức tạp. Một lát sau, lại chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, cuối cùng cũng chẳng nói được một lời nào cả. Sau khi tiêu thuật tài bay trở về thông thiên phong, cũng là lúc trời nhập nhọn tối. Trên thông thiên phong, đèn lửa chiếu sáng một vùng, cũng bởi thanh vân môn chúng đệ tử rất nhiều. Thêm vào đó, mấy ngày gần đây có một số người chính đạo gia nhập thanh vân môn, làm cho một vùng nhân gian tiên cảnh cũng thêm một chút bon chen thế tục. Nhưng Tiêu giật tài chẳng chút tâm ý nghĩ đến điều này. Hắn thẳng hướng ngồi thanh điện đi tới. Sau khi ở ngọc thanh điện hỏi thăm hạ lạc của đạo huyền chân nhân từ các tiểu đệ tử. Hắn lại đi thẳng đến phòng nghỉ của đạo huyền chân nhân phía sau hậu đường ngọc thanh điện. Vào đến nơi hậu đường vắng vẻ yên tĩnh, tiêu giật tài đứng lại ngay tại cửa phòng đạo huyền chân nhân. Định thần trở lại, vừa định đưa tay gõ cửa. Thanh âm của đạo huyền chân nhân từ bên trong phòng lập tức vang vòng. Là giật tài ư cứ bước vào đi tiêu thuật tài nín thở cung tay nói ra dạ. nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào bên trong bên trong phòng thập phần rộng rãi xung quanh bài trí rất nhiều cuốn sách ngoài bộ bàn ghế giường chiếu đơn giản còn có nhiều giá sách ở hai bên căn phòng phía trên gác rất nhiều sách vở trong đó có rất nhiều cuốn sách cổ đã rất lâu rồi đặt tè tè chỉnh chỉnh trên giá có thể thấy chúng được chủ nhân lật qua xem vô số lần. Đạo Hiền chân Nhân đang ở bên bàn, trên tay cầm một cuốn sách cổ, ngồi tại đấy đọc sách, nhìn thấy tiêu giật tài bước lại gần, lão nhẹ mỉm cười. Bây giờ mới về đến sao? Tiêu giật tài hành lễ thật sâu nói, Dạ, thưa sư phụ. Đạo Hiền chân Nhân nhíu mày hỏi, Thế nào, Điền Sư Đệ, lão có ý kiến gì khác sao? Tiêu giật tài vội vàng trả lời. Thưa, không phải. Điền sư thúc cũng không phản đối. Chỉ là có một vài lời sai đệ tử truyền về, muốn bẩm báo sư phụ. Đạo huyền chân nhân khẽ rung động hỏi. Có lời gì vậy? Người nói đi. Tiêu giật tài đem lời của Điền bất dịch đã nói mà thuật lại một lượt. Đạo huyền chân nhân sau khi nghe xong, mặc nhiên không nói. Tiêu giật tài đứng ngay đấy, len lén nhìn. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân sắc mặt phức tạp, tựa như cũng đang suy nghĩ đến điều gì. Thần tình chuyển biến không ngừng. Khi tiêu giật tài đang cố phỏng đoán đạo huyền chân nhân đã nghĩ ngợi điều gì trong đầu, đạo huyền chân nhân chợt cất tiếng hỏi. Giật tài, con cảm thấy con người điền sư thúc như thế nào vậy? Tiêu giật tài, giật nảy người, không hiểu được ý tứ trong lời nói của đạo huyền chân nhân là như thế nào. Liếc nhìn về phía lão, lại chẳng cảm thấy có điểm chi đặc biệt. Lúc này, chị dám kính cẩn thưa. Ồ, oh, đệ tử chỉ cảm thấy con người Điền Sư Thúc rất mực ngay thẳng. Đạo Huyền chân Nhân cười cười. Hiển nhiên, đối với tên đệ tử chẳng mấy khéo nói này, chỉ nghe lão thoải mái nói. Vậy à? Con người này của lão thực ngay thẳng. <laughs> Bởi vậy, cũng khó cho lão khi mới lần đầu gặp lão với bộ dạng như vậy. Làm thế nào mà tệ nhãn người ta lại có thể nhận thấy cái bất phàm trong đấy được. Đạo huyền chân nhân chợt ngừng lời. Trong căn phòng đột nhiên rơi vào một bầu không khí yên tĩnh. Tiêu giật tài nhẹ nhẹ lay động thân người. Ẩn ẩn cảm giác có chút gì đó bất an. Một lúc sau, đạo huyền chân nhân nói. Ngươi đã đi cả ngày rồi, cũng đã mệt rồi. Trở về nghỉ ngơi đi thôi. Tiêu giật tài gật đầu hành lễ thưa. Dạ. Nói xong chậm chậm lui ra ngoài. Đạo huyền chân nhân nhìn thân hình của gã. Chậm ngâm một lúc, lại nhìn vọng ra màn trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, thong thả đứng dậy. Bước ra bên ngoài, thật nhanh chóng, thân ảnh của lão liền hòa nhập vào trong màn đêm trên thanh vân môn. Mặc dù lúc này trong màn đêm sâu thẳm, nhưng bên trong tổ sư tử đường lặng lẽ phía sâu, ngọn đèn vẫn cháy sáng. Trong màn đêm, ngọn nửa dường như tối tăm mù mịt, lão nhân trông coi từ đường vẫn còn chưa đi ngủ. Lão lúc này đang đứng ngay trước bàn thờ cung phụng linh vị liệt đại tổ sư, ngưng vọng nhìn những hình bóng danh dự tờ mờ mờ trong đêm. Phía xa xa, có tiếng côn trùng kêu lên cho nhỏ. Trong yên tĩnh, phảng phất đâu đó như là những thanh âm nhịp đập của con tim vậy. Gió đêm thổi qua, chợt truyền lại tiếng bước chân, đôi mày còn lão chợt nhíu, cẩn thận lắng nghe theo đó chậm chậm xoay người. Thanh âm của lão chậm chậm cất lên. Không tưởng được sau một thời gian lâu như vậy, người mới đến đây. Thân ảnh của đạo hiền chân nhân từ trong màn đêm chậm chậm hiện ra, bước đến tổ sư tử đường. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn hỏa đăng, ánh mắt của lão, ánh mắt của hai lão nhân chạm nhau giữa không trung Nhất thời đều dừng lại hẳn. Vô tình cả hai để phát hiện ra thì ra đối phương cũng giả đi như thế. Lại theo đó mà nghĩ ngợi, không biết mình cũng giống như thế không. Đạo huyền chân nhân trầm mặc không nói, ngưng vọng về phía lão nhân một lúc. Sau đó, thong thả, bước đến trước bàn thờ. Dưới linh vị các đại tổ sư, chậm chậm đứng thẳng người. Lão nhân bước đến phía sau, cũng im lặng không nói. Từ trong màn đêm, âm ảnh uy nghi, vô hình, chậm chậm tán phát giống như vết tích hằn sâu của năm tháng chẳng hề xóa sạch được khuôn mặt của đạo huyền chân nhân chẳng thấy biểu tình rút ba nén hương từ bên trên bàn thờ bước đến nơi ngọn lửa sáng đốt lên song thủ thêm phần trịnh trọng cung cung kính kính hướng đến bài vị tổ sư vái ba cái rồi bước lên trước một bước cắm mấy nén hương và bên trong lương hương làn khói nhẹ lờ mờ mà từ lưu hương mềm mại xoay nhẹ, tản mát ra trên không trung. Ở phía trên, những ninh vị kia lờ mờ không rõ, ẩn ước một cặp mắt, lạnh lùng vọng nhìn xuống hai lão nhân và cả thế gian này. Nửa đêm, thắp hương, có chuyện gì khó khăn sao? Lão nhân chợt nhạt nhẽo hỏi, ngữ khí bình đạm, phảng phất như đang nói đến một chuyện chẳng liên quan đến mình. Đạo huyền chân nhân không quay lại nhìn lão, Đôi mắt chỉ ngưng động ngắm nhìn làn khói nhẹ... Phía sau những linh vị uy nghiêm... Một lúc sau... Đạo huyền chân nhân mới thong thả... Người nói... Tương lai... Khi ta và ngươi chết đi... Hậu nhân bái thế chúng ta... Thì có tâm tình như thế nào? Lão nhân kia háng rong đáp... Đối với ngươi... Tự nhiên là đầy lòng sùng kính tiếc nhớ... Còn ta... Khó mà được người ta đối như thế... Đạo huyền chân nhân đối với những lời giễu cợt này chẳng để ý tới, bất quá cũng chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo. Sau một hồi, lão từ tốn nói: hiện nay hạo kiếp ngay phía trước thiên hạ sinh linh đổ thán, chịu đựng thú yêu hoành hành cùng cực. Chỉ nghĩ đến khó tránh khỏi cuộc chiến chống lại thú yêu ngay tại thanh vân sơn này thôi, lại thêm quan hệ đến khí số thiên hạ chúng sinh, gánh vác nặng nề trên vai như thế, ta nhiều ngày qua chẳng có ngày nào được yên giấc. Lão nhân cau mày nói, Người chắc không phải đến chỗ ta để kẻ khổ đấy chứ. Đây chắc chắn chẳng phải tâm tình của ngươi. Đạo huyền chân nhân nhìn trực lão một lần, bất chợt bật cười, rồi than thở. Ta và ngươi giao tình vài trăm năm rồi. Quả nhiên, chỉ có mỗi ngươi thực hiểu rõ con người ta. Lão nhân ấy lắc đầu đáp. Ta hiểu rõ con người ngươi. Nếu quả nhiên như vậy, ta cũng chẳng phải ở đây trông coi từ đường rồi. Thôi được, mấy lời lặt vặt này bỏ đi. Ngươi đến, muốn nói chuyện gì vậy? Đạo huyền chân nhân đối với cả lão nhân này giữ nhân đặc biệt khoan dung. Lão đã mấy lần châm trọng, đạo huyền chân nhân cũng đều chẳng để ý. Chỉ thấy sắc mặt có chút nghiêm nghị từ từ nói. Ta cũng đã hạ quyết tâm, cuộc chiến này quan hệ rất lớn. Vì thiên hạ chúng sinh, ta muốn triệt bỏ Thanh Vân Sơn thất mạch Sơn Phong Thiên Cơ Ấn lão nhân ấy biểu tình đột nhiên cứng đờ đôi mắt nhíu sát lại với nhau nhìn trực diện đạo huyền chân nhân đạo huyền chân nhân thản nhiên nhìn lại một hồi lâu sau lão nhân ấy chậm chậm nói chuyện này ngươi khá liệu định cho kỹ đạo huyền chân nhân chậm chậm gật đầu đáp trong ngày hôm nay sau khi ta ngầm bàn bạc với lục mạch thủ tọa đến bất dịch sai người chuyển cáo đến cho ta vài lời khuyên ta nên cẩn thận tính đến lực phản chấn của lệ khí. Lão nhân ấy cười lạnh, chuyển thân, đối mặt với cả những vị linh vị tổ sư. Đứng trầm ngâm một lát rồi nói, Ngươi không phải chưa vào được ảo nguyệt động phủ. Nơi đấy có cái gì, ngươi tự biết lấy. Dừng lại một chút, thanh âm của lão nhân chọn có chút hỏa hoãn, như lại nghĩ đến, chỉ vô ích mà thôi. Ngươi nên tự giúp mình thì tốt hơn. Đạo huyền chân nhân trầm mặc chẳng nói, một lúc sau cũng ngẩng đầu lên, nhìn ra màn đêm u ám âm trầm. Cái trầm mặc mà uy nghi ấy cũng tựa như có một nụ cười lạnh lạnh vô thanh chìm trong màn đêm. Bảy ngày sau, quanh địa giới Thanh Vân Sơn, dân chúng kéo đến càng lúc càng đông. Trong vòng trăm dặm, lấy Hà Dương Thành làm trung tâm, khắp nơi đã có thể thấy được những đoàn người chạy trốn. Tưởng chừng như thế gian lúc này chỉ còn có mỗi Thanh Vân Sơn đứng nguy nga cao vút mới có thể cho người ta có chút ít cảm giác bình yên và an toàn. Nhưng trong số đoàn người huyên náo ấy, Hà Dương Thành lại biến thành một nơi cực kỳ hỗn loạn. Đường lớn đường nhỏ, chen lớn biết bao nhiêu là người. Những khách sạn tiểu lâu trong thành cũng chật ních những con người với người. Những nạn nhân chạy nạn cũng chỉ còn cách ở ngoài đường. Trong tình hình thế này, lương thực cung ứng cho Hà Dương Thành bỗng trở nên thập phần khẩn trương. Cũng còn may là bên ngoài thành có sông suối nên chẳng phải lo lắng gì đến nguồn nước cả. Vốn tại tình hình hỗn loạn như thế này, thật khó mà tránh khỏi những chuyện cướp của giết người. Khi xảy ra, cũng chẳng biết được đích xác đã xảy ra lúc nào. Hôm qua, ai ai chẳng gặp. Hôm nay, lại nghe nói là bị phơi xác nơi đầu đường. Cũng nhờ Hà Dương Thành ở ngay dưới thân Thanh Vân Sơn Thành Vân Môn cũng đã sớm chuẩn bị, sai phái đệ tử đi xuống núi, vào thành để duy trì trật tự. Cho nên đại thể, trong lúc có vô số nạn nhân trong cơn bạo kiếp này cũng không phát sinh chút bất đắc dĩ nào cả. Chỉ là những lời đồn đại về yêu thú mỗi ngày lại càng khiến cho người người thêm khiếp sợ. Ai cũng chẳng thể dự liệu được, ngày mai, rồi đây, sẽ ra sao. Trong tình hình này, Hà Dương Thành không khí bất an càng lúc càng tràn đầy, lòng người càng hoảng loạn. Cũng ở trong tình hình ấy, lão xem tướng lang bạt giang hồ chân trời góc biển, Chu Nhất Tiên, dắt theo cô cháu gái Tiểu Hoàn cùng giá cầu đạo nhân đã đi đến bên trong tòa thành ấy, đứng tại con đường lộ rộng rãi năm xưa. Lúc này chỉ nhìn thấy được đầu người kín mít lúc nhúc, cho nên con đường dù có lớn và cho dù có chen lấn thì cũng khó mà đi được. Giá cầu đạo nhân thì cũng còn có thể. chứ chủ nhất tiên và tiểu hoàn thì chỉ có nước tròn mắt há mồm. nhờ vào giá cẩu đạo nhân thân thể cường trắng mà mặt mày lại trông hung hãn đi trước mở đường. kẻ yếu ớt thì bị lấn bay đi, người to khỏe quay đầu lại nhìn thấy giá cẩu đạo nhân cái khuôn mặt ấy hầu hết đều chẳng dám nói năng gì nhiều. chủ nhất tiền với tiểu hoàn theo sát giá cẩu cố gắng bước tới mồ hôi, mồ kê nhễ nhại đầy đầu. Khó khăn lắm mới đi qua được con đường lớn mà chật trội ấy, rẽ vào trong một con đường nhỏ phía tây Hà Dương Thành. Cả ba người đi về nơi ấy, ngày xưa là một con đường nhỏ thập phần tĩnh lặng. Lúc này không ngờ cũng có bao nhiêu người, nhưng mà so với con lộ lớn bên ngoài đầy những người chen lấn kia, nơi đây thật sự có thể gọi là đang còn rộng rãi chán. Chủ nhất tiền trong mồm chửi rủa. Rõ ràng thập phần buồn bực lão là lão nhân gia, cùng chạy trốn vậy mà làm thế nào cả một đống người như thế lại cũng cùng lúc chạy trốn theo. Kết quả khiến lão nhân gia ta đã chạy đốn đến nơi như thế này rồi mà cũng chẳng được yên thân. Con đường nhỏ chật hẹp ấy thật là dài, quanh quanh co co, nhưng hốt nhiên càng lúc càng thấy ít người, ước chừng được nửa thời thần, ba người đi đến tận cùng con đường nhỏ chỉ thấy ở nơi ấy chẳng có một bóng người chạy nạn nguyên nhân thì thật đơn giản bởi vì chỗ đó rõ ràng là một cái nghĩa trang bất quá cũng chỉ thấy cái cổng nghĩa trang nho nhỏ bị tàn phá tiêu điều mấy cánh cửa gỗ quá nửa đều đã ngã sập trên mặt đất rồi nửa số còn lại thì biến đi đâu mất cũng chẳng biết có phải bị người ta đem đi làm củi đốt mất tiêu rồi không nữa Chủ nhất tiền nhìn ngó nghĩa trang ấy, lắc lắc đầu, thở một hơi dài ra miệng. Tiểu hoàn đứng bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng. Giá giá! Giá cầu đạo nhân có một chút không hiểu được. Chẳng qua, hắn xuất thân trong ma giáo. Đối với tình trạng nghĩa trang như thế này, cũng chẳng thấy có chút buồn bực gì cả. Chủ nhất tiền với tiểu hoàn, vì sao lại đến nơi này chứ? Chủ nhất tiền trầm mặc một hồi lâu, bỗng nói. Chúng ta đi bảo chứ chẳng cần nói gì hết hơi đâu. Nơi này rõ là an tĩnh hơn cả rồi. Nói xong, lão bước vào trước. Tiểu hoàn ra cầu đạo nhân theo sau, tiến vào nghĩa trang. Chỉ thấy bên trong tiểu đình viện, cây cỏ hoang lương, lớp lớp mảnh gỗ vụn, xả nhà rơi xuống loạn khắp nơi. Ẩn ước giống như trong cỏ cây có chút bạch sắc gì ấy, loang loáng phát sáng vậy. Sắc mặt tiểu hoàn có hơi tái đi. Chẳng hiểu được, kiềm chế được sợ nắm lấy tay y phục của chú nhất tiên. Chủ nhất tiên quay đầu nhìn nàng, nho nhỏ an ủi. Chẳng phải lần đầu tiên đến đây, còn sợ cái gì chứ? Lại nói nơi này cũng là nơi cha ngươi ở. Hắn chẳng lẽ lại làm hại bọn ta hay sao? Tiểu hoàn gật đầu, sắc mặt lúc ấy mới khá hơn một chút. Giá cầu đạo nhân ở phía sau nhíu mày, nhưng chẳng nói gì cả. Phía trước đình viện chính là cửa phòng nghĩa trang. Chủ nhất tiên bước lên trước, chỉ thấy trên cửa phủ đầy bụi bặm thật chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi không có lấy một người đến nơi này lão mặc nhiên không nói lắc lắc đầu lại than thở một hơi đẩy cửa ra két âm thanh tiếng cửa gỗ phát ra gai gai nơi tai chậm chậm đẩy mở vào trong phòng một luồng ẩm ướt che mờ cả tầm mắt nằm ngay nơi đấy là ba cỗ quan tài nhưng nắm đậy quan tài giờ rơi rớt lung tung chẳng thể nói được một lời nào. Tình cảnh thê lương ấy, phảng phất như từ trong căn phòng nho nhỏ, âm u phát ra vậy. Chủ Nhất tiền, hai bên mép co rút lại, khuôn mặt thảm đạm, chậm chậm bước vào, cũng chẳng nhìn ngó gì đến mấy cỗ quan tài toán loạn kia, vẫn thẳng hướng đi đến trước bàn hương cung phụng cúng tế. Thấy nơi ấy sắp nghiêng ngả khoảng chục cái linh bài. Bên trong phòng không khí tĩnh lặng, tựa như ai cũng chẳng dám nói điều gì cả. Chủ nhất tiền chậm chậm giơ tay lên, cầm lấy mấy linh bài ấy, thong thả lau sạch bụi bặm bám cả phía trước lẫn đằng sau. Nhìn xem, rồi để sang một bên, rồi tiếp tục lấy cái khác, cũng làm y như vậy. Sau khi lau xong hết cái thứ bảy, nhìn đến linh bài trên viết mấy chữ Ái Tử, Chu Hành Vân, Chi Linh Vị. Chủ nhất tiền bỗng ngừng lại, im lặng nhìn linh bài ấy, ngưng động một hồi lâu. Tiểu hoàn chậm chậm bước đến, cũng nhìn lên linh bài trong tay lão. Khóe mắt hơi hơi thậm ướt, nhỏ giọng nói. Ra ra, đặt linh bài xuống đi trước. Chủ nhất tiền thở ra một hơi dài, sắc mặt vương chút thê lương, gật đầu. Tiểu hoàn tiếp lấy linh vị từ tay lão, cẩn thận đặt xuống trên bàn thờ. Rồi sau đó, lui lại một bước, hai tay chắp lại, cung cung kính kính, hướng bài vị, vái lại một cái hạ giọng khấn. Cha, con và Gia Gia lại trở về gặp cha đây. Mấy năm này, nhờ hồng phúc của cha, con và Gia Gia tuy trôi giặt chân trời góc biển, nhưng đều vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay trở về đây, sửa sang nơi này cho người. Hy vọng cha đừng trách tội con. Khấn xong, lại cung cung kính kính, cúi lưng, vái ba vái. Giá cầu đạo nhân đứng ở phía sau nhìn, chợt cũng bước đến trước, hướng về mấy bài vị ấy mà vái lại ba cái làm cho Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn kinh ngạc. Tiểu Hoàn ngớ ngọn nói, Đạo trưởng, ngươi làm sao? Giá cầu đạo nhân chẳng nhìn đến nhãn thần cổ quái của Chu Nhất Tiên nói, Lão chính là cha của ngươi, thì cũng chính là tiền bối của ta. Đã đến đây được rồi, ta hướng về tiền bối kính lễ, cũng là đáng nên mà. Tiểu Hoàn vừa hiểu ra, gật đầu nói, Vậy đã tặng người. Nói xong, nàng lại quay đầu về phía mấy linh vị thưa. Cha, đây là giá cầu đạo trưởng, lão là người tốt, đã giúp con và gia gia rất nhiều. chủ nhất tiền ở một bên hừ một tiếng nói, lão mà là người tốt à, ừ, trong lòng bất lương. giá cầu đạo nhân sắc mặt đanh lại, nhưng mà tiểu hoàn đã sớm trừng mắt nhìn chủ nhất tiên rồi, giá giá người nói gì bậy bạ vậy. chủ nhất Tiên đảo mắt khinh khỉnh, lắc đầu nhìn ra chỗ khác, giá cầu đạo nhân cảm kích nhìn tiểu hoàn. Ngay lúc muốn nói mấy lời, thân người chợt lắc đầu, quay phát lại. Tiểu Hoàn cùng chú Nhất Tiên cũng như cảm thấy điều gì đó, gần như đồng thời quay sang phía người của Nghĩa Trang. Nguyên, bên trong Nghĩa Trang yên tĩnh thê lương này, ngay tại cửa phòng ấy, đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân. Khuôn mặt bị che kín bởi một tấm lụa đen, thật quỷ dị không thể tả được. Vốn khi bọn chú Nhất Tiên ba người vào đến nơi đây, thì Nghĩa Trang lại có thêm một chút hơi người. Lúc này, bởi vì chính sự xuất hiện của người ấy, đột nhiên lại rơi vào tình cảnh cực kỳ thê lương chết chóc. Giá cầu đạo nhân sắc mặt đại biến, khóe miệng giật giật vài cái, mới chậm chậm rít lên. Quỷ tiên sinh!